Ê, hôm nay giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm mới của Bác My. Diều đang lên nha các bạn. Có điều là gió hôm nay không được lớn lắm. Diều còn đang đợi gió. Diều này mình kêu bằng tên gì Bác Huy? Con dí mèn hả? Nào để coi. Có vú không? Vú chán á. Vú chỉ chán. Diều dí mèn. À, dí mèn là mình phải nhìn vậy mới đúng, là thấy dí mèn đúng không? Cái tay bớt cũng chán. À, bữa nay đi hải diều. Do quá các nghệ nhân không có gió, họ đi ngồi hết đời, còn mình đi bắt bướm. Trắng bướm vàng, bướm đen, bướm xanh, bướm lâu, bảy cái loại bướm, không biết bao nhiêu mà nói. Nắng rất là đẹp, trời thì đang bắt đầu gió. Bác My đang chuẩn bị lên một con diều. Đây, chuẩn bị lên con tiếp theo. Biết con nhiều gì đây mà đuôi rất là dài. Biết bữa nay bướm ở đâu mà kéo về công viên quá trời luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng, việt, màu nào cũng có hết. Hãy subscribe.
Mưa rồi, vậy thôi. Đi nữa, nặng bằng dây luôn. Thank you.